Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 19 thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại. Lòng thiếu tri thức, ấy chẳng phải một điều hay và kẻ nào vội bước bị vấp phạm. Sự ngu dại của người nào làm cho hư hỏng đường lối mình và lòng người oán Đức Giê-hô-va. Sự giàu có kết nhiều bậu bạn, còn kẻ khó khăn, giàu bạn cũng lìa bỏ chứng gian nào chẳng bị phạt và kẻ buông điều giả dối không sao thoát khỏi có nhiều kẻ tìm ơn người rộng rãi và mỗi người đều là bằng hữu của kẻ hay ban lễ vật hết thảy anh em ruột của kẻ nghèo đều ghét người phương chi bậu bạn sẽ lìa xa khỏi người người lấy lời đuổi theo chúng chúng chẳng còn đó nữa ai có được sự khôn ngoan thương mến linh hồn mình còn ai giữ lấy sự thông sáng tìm được phước hạnh chứng gian sẽ chẳng thoát khỏi bị phạt và kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất ăn ở sung sướng chẳng xứng hiệp cho kẻ ngu muội phương chi kẻ tôi mọi cai trị các hoàng tử sự khôn ngoan của người khiến cho người chậm nóng giận và người lấy làm danh dự mà bỏ qua tội phạm vua thạnh nộ khác nào sư tử gầm thét, còn ân dịch người như sương móc xuống trên đồng cỏ. Con trai ngu muội là tai họa cho cha nó và sự tranh cãi của người vợ vốn một máng xối hằng chảy luôn. Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Sự biến nhát làm cho ngủ mê, và linh hồn trẻ nải sẽ bị đói khát. Ai gìn giữ điều răng, gìn giữ lấy linh hồn mình, nhưng kẻ nào không coi chừng đường lối mình sẽ thác. Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trông cậy, nhưng chớ toan lòng giết nó người hay nóng giận dữ tợn sẽ phải mang hình vì nếu con giải cứu hắn ắt phải giải cứu lại nữa hãy nghe lời khuyên dạy và tiếp nhận sự giáo hối để con được khôn ngoan trong lúc cuối cùng trong lòng loài người có nhiều mưu kế song ý chỉ của đức giê-hô-va sẽ thành được lòng nhân từ của người làm cho người ta yêu chuộng mình và người nghèo khổ là hơn kẻ nói dối sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến. Kẻ biến nhát, thò tay mình trong dĩa, rồi không thèm đem nó lên miệng mình nữa. Hãy đánh kẻ nhạo bán, thì người ngu dại sẽ trở nên khôn khéo. Khá sửa dạy người thông sáng, ắt người sẽ hiểu điều tri thức. Kẻ hãm hại cha mình và xô đuổi mẹ mình, là một con trai gây hổ ngươi và chiêu sỉ nhục. Hỡi con, hãy thôi nghe sự khuyên dạy khiến cho con lầm lạc cách xa các lời tri thức. Chứng gian tà nhạo bán sự công bình và miệng kẻ giữ nuốt tội ác. Sự xét đoán dự bị cho kẻ nhạo bán và roi vọt sắm sửa cho lưng kẻ ngu muội. Chương 13. Hãy hằng có tình yêu thương anh em chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng xích với họ. Lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi vì mình cũng có thân thể giống như họ. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân. Chốn khuê phòng chớ có ô uế vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Chớ tham tiền, Hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa người đâu, chẳng bỏ người đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng, Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được. Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thế nào và học đòi đức tin họ. Đức Chúa giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình. Vì lòng nhờ ân điển được vững bền ấy là tốt, chứ không phải nhờ đồ ăn là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy. Chúng ta có một cái bàn thờ, phàm kẻ hầu việc trong đền tạm không có phép lấy gì tại đó mà ăn. Và huyết của con sinh bị thầy tế lễ thượng phẩm đem vào nơi thánh để làm lễ chuộc tội, còn thân thể nó thì đốt đi bên ngoài trại quân. Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa giê -xu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. Vậy nên, chúng ta hãy ra ngoài trại quân, đặng đi tới cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục. Vì dưới đời này, chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến. Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-xu, mà hằng dân tế lễ bằng lời ngợi khen cho đức chúa trời nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh ngài ra chớ quên việc lành và lòng bố thí vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng đức chúa trời hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em dường như phải khai trình hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình không phàn nàn chi vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết mình chắc có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Tôi lại nài xin anh em cầu nguyện đi để tôi đến cùng anh em cho sớm hơn. Đức Chúa Trời bình an là đấng bởi huyết gia ước đời đời mà đem đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Giêsu chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết. Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành. Đặng làm thành ý muốn Ngài và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta. Sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng. AMEN Hỏi anh em, xin hãy vui lòng nhận lấy những lời khuyên bảo này. Ấy, tôi đã viết vắng tắt cho anh em vậy. Hãy biết rằng anh em chúng ta là Timothée đã được thả ra. Nếu người sớm đến, tôi sẽ cùng người đi thăm anh em. Hãy chào thăm mọi người dắt dẫn anh em và hết thảy các thánh đồ các thánh đồ ở Italy gửi lời thăm anh em. Nguyện xin ân điển ở với anh em hết thảy. Chương 15 Elipha, người thê man đáp rằng Người khôn ngoan há đáp bằng lời tri thức hư không và phình bụng mình bằng gió đông sao? Người há có nên lấy lời vô ích mà chữa mình, dùng câu giảng luận vô dụng mà binh vực sao? Thật, ông hủy điều kính sợ Đức Chúa Trời, ngăn trở sự suy gẫm trước mặt Ngài. Vì sự gian ác ông dạy dỗ cho miệng mình nói, và ông chọn lưỡi của kẻ quỷ quyệt. Miệng ông định tội cho ông, chứ chẳng phải tôi, và môi ông làm chứng dối nghịch cùng ông. Có phải ông sinh ra đầu trước hết chăng? Há đã được dựng nên trước non núi sao? Chớ thì, ông có nghe điều bàn định trong ý nhiệm của Đức Chúa Trời sao? há chỉ một mình ông được khôn ngoan ư ông biết chi mà chúng tôi chẳng biết ông thông hiểu gì mà chúng tôi lại không thông hiểu giữa vòng chúng tôi cũng có người tóc bạc kẻ già cả được tuổi cao tác lớn hơn cha của ông sự an ủi của đức chúa trời và lời êm dịu nói cho ông nghe há là điều nhỏ mọn cho ông sao nhưng sao lòng ông bức tức và mắt ông ngó chớp lách cứ gì mà tâm thần ông phản đối cùng Đức Chúa Trời, khiến những lời dường ấy ra khỏi miệng ông. Loài người là chi mà lại là thanh sạch, kẻ do người nữ sinh ra là gì mà lại là công bình. Kìa, Đức Chúa Trời không tin cậy các thánh đồ Ngài, đến đổi các từng trời cũng chẳng trong sạch trước mặt Ngài thay phương chi một người gớm ghiếc và hư nát, kẻ hay uống gian ác như nước. Tôi sẽ dạy ông, ông hãy nghe tôi, tôi sẽ thuộc cho ông điều tôi đã thấy là điều kẻ khôn ngoan tỏ ra theo tổ phụ mình, không giấu giếm. Xứ đã được ban cho chúng mà thôi, không có người ngoại ban nào được vào giữa bọn họ. Trọn đời người hung ác bị đau đớn cực lòng, số ít năm để dành cho kẻ hà hiếp. Tiếng hoảng kinh vang nơi lỗ tai người, đang chừng lợi đặt bẻ phá hoại sẽ xông vào người. Người tưởng không ra khỏi tâm tối được, và có gươm rình giết người đi. Người đi chỗ này qua nơi nọ để tìm bánh mà rằng, bánh tìm ở đâu? Người biết rằng ngày tâm tối đã sẵn bên mình. Sự gian nan buồn thảm làm cho người kinh hãi xông áp vào người như một vua sẵn sàng chinh chiến. Vì người có dơ tay lên chống cự Đức Chúa Trời và cư xử cách kiêu ngạo với đấng toàn năng. Người núp dưới gu khiên, ngước thẳng cổ và xông đến Chúa vì người lấy sự phì béo che mặt mình làm cho hai hông mình ra mập mạp người đã ở những thành bị phá hoại ở những nhà bỏ hoang gần trở nên đổ đống người sẽ không trở nên giàu của cải người cũng sẽ chẳng bền lâu và sản nghiệp người sẽ chẳng lan ra trên đất người sẽ chẳng được ra khỏi tối tăm ngọn lửa làm khô héo chồi của người và người sẽ bị hơi thở miệng chúa đem đi mất người chớ nên cậy sự hư không mà bị lừa dối, vì sự hư không sẽ là phần thưởng của người. Sự này sẽ trọn vẹn trước nhật kỳ người chưa xảy đến, còn các nhành người sẽ chẳng xanh tươi. Người bỏ quây trái xanh mình như một cây nho, người làm rụng hoa mình như cây olive, vì dòng dõi kẻ vô đạo không sinh sản, lửa sẽ tiêu diệt nhà trại kẻ ăn hối lộ họ thọ thai sự ác, bèn sinh ra điều hại tàn. Lòng họ sắm sẵn những trước gian. Chương 16 Gióp đáp rằng, ta thường nghe nhiều lời giảng luận như vậy. Các ngươi hết thảy đều là kẻ an ủi bực bội. Các lời hư không này há chẳng hề hết sao. Điều thúc giục ngươi đáp lời là gì? Ta cũng dễ nói được như các ngươi nói nếu linh hồn các ngươi thế cho linh hồn ta tất ta cũng sẽ kể thêm lời trách các ngươi và lắc đầu về các ngươi nhưng ta sẽ lấy miệng ta dục lòng các ngươi mạnh mẽ lời an ủi của môi ta sẽ giảm bớt nơi đau đớn các ngươi dẫu ta nói đau đớn ta không được bớt tuy ta nín lặng nó lìa khỏi ta đâu nhưng bây giờ đức chúa trời khiến ta mệt mỏi Chúa đã tàn hại hết nhà của tôi. Chúa đã làm cho tôi đầy nhăn nhíu. Ấy làm chứng đối nghịch cùng tôi. Sự ốm yếu tôi giấy nghịch cùng tôi, cáo kiện tôi tại ngay mặt tôi. Trong cơn thạnh nộ, người xé tôi và bắt bớ tôi. Người nghiến răng nghịch tôi. Kẻ cừu địch tôi trừng ngó tôi. Chúng há miệng nghịch tôi, vả má tôi cách khinh thị. Chúng hiệp nhau hãm đánh tôi. Đức Chúa Trời, đã phó tôi cho kẻ vô đạo, trao tôi vào tay kẻ gian ác. Tôi xưa bình tĩnh, Ngài bèn tàn hại tôi. Ngài có nắm cổ tôi và bể nát tôi, cũng đặt tôi làm tấm bia cho Ngài. Các mũi tên Ngài vây phủ tôi, Ngài bắn lưng hông tôi không thương tiếc, đổ mặt tôi xuống đất. Ngài làm cho tôi bị thương tích này trên thương tích kia, xông vào tôi như một kẻ mạnh bạo, tôi đã may cái bao trên da tôi. Tôi hạ mặt tôi xuống bụi đất. Mặt tôi sưng đỏ lên vì cớ khóc, bóng sự chết ở nơi mí mắt tôi. Mặc dầu tại trong tay tôi không có sự hung dữ và lời cầu nguyện tôi vốn tinh sạch. Ôi đất, chớ lấp huyết ta, ước gì tiếng than kêu tôi không có chỗ ngưng lại. Chính giờ này, đấng chứng tôi ở trên trời và đấng bảo lãnh cho tôi ở tại nơi cao các bạn hữu tôi nhạo bán tôi. Còn tôi hướng về Đức Chúa Trời mà khóc. Để Ngài phân xử giữa loài người và Đức Chúa Trời, giữa con cái loài người và đồng loại nó. Vì ít số năm còn phải đến, rồi tôi sẽ đi con đường mà tôi chẳng hề trở lại. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mỗi ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu quyết thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.